Mình chào tất cả các cô chú anh chị nha. Thì hiện tại là mình đang ở nhà của chị Duyên nha cả nhà. Thì bây giờ trời cũng rất là khuya rồi, cũng 10 giờ đêm rồi cả nhà. Thì cũng 10 giờ, hơn 10 giờ rồi. Thì hồi nãy là mình có vô mình thăm chị Duyên, cũng như là mình có nói với chị Duyên là mình về rồi, để cho chị Duyên chị nghĩ là mình đi về. Rồi tối nay là mình sẽ ở lại, mình theo dõi chị Duyên vào buổi tối, coi một đêm nữa, coi chị Duyên chỉ có thay đổi hay không. Chị Duyên chỉ còn những cái cơn quậy quạng, những cái cơn mà nói con này con kia, cũng như là cái cơn mà ca hát như lúc trước nữa hay không nha cả nhà. Thật sự là bây giờ thấy chị Duyên cũng thay đổi rất là nhiều rồi. Thì gần đây thì cũng có một số cô chú anh chị, cũng như là một số khán giả thì cũng có yêu cầu là cũng như là để lại bình luận ở bên dưới, thì cũng nói là Lít ơi, thì cũng đi theo dõi chị Duyên vào buổi tối, coi chị Duyên chỉ như thế nào, rồi chị Duyên chỉ còn quậy quậy hay không, rồi chị Duyên chỉ còn bị nhập như vậy, hoặc là chị Duyên còn những cái cơn như vậy nữa hay không thì không có biết. Thì tối nay thì mình sẽ ở lại một đêm nữa, rồi mình sẽ theo dõi chị Duyên vào ban đêm, cũng như là vào lúc 12 giờ, cũng như là vào lúc 1 giờ hoặc là 11 giờ, coi chị Duyên chỉ như thế nào, chị còn những cái cơn quậy quạng như trước hay không, hay là chị ngủ ngon, hay là chị bắt đầu là chị ca hát, rồi chị nhắc con gấu, con heo, cũng như con cúp bé nữa. Thì tối nay là mình sẽ tiếp tục mình theo dõi chị Duyên vào buổi tối nữa, coi chị Duyên chỉ còn những cái cơn như vậy nữa hay không nha. Bây giờ mình đã tới nhà của chị Duyên rồi. Bây giờ chị Duyên hồi nãy là mình về là chị Duyên chỉ lên ngủ rồi. Bây giờ là gần 12 giờ đêm rồi cả nhà. Thì bây giờ mình đang ở nhà của chị Duyên. Thì mình sẽ theo dõi đêm nay, coi giờ chị Duyên chỉ còn những cái biểu hiện kỳ lạ hay không, còn những cái cơn quậy vạn, và những cái cơn mà cúng cơm nữa hay không. Bây giờ chị Duyên chỉ đang nằm ngủ rất là ngon, và chị Duyên đang bật cái máy nghe kinh. Xin chào tất cả mọi người nha. Thì hồi hôm á là lúc mà 12 giờ, lúc 1 giờ thì mình có theo dõi chị Duyên, cũng có tới nhà của chị Duyên vào ban đêm, rồi mình cũng có tìm hiểu, cũng như là mình coi chị Duyên chỉ còn quậy quạng hay không, còn những cái cơn mà giống như là con gấu con heo lúc trước nữa hay không. Thật sự là hồi hôm là chị Duyên chỉ ngủ rất là ngon và không có quậy quạng gì hết nha cả nhà. Thì một cái tín hiệu cũng rất là mừng. Cái lúc trước là mọi người thấy chắc tối là ca là hát,
rồi dắt tối á, là nhắc con này con kia ha, rồi rồi gu con, rồi ôm con gấu, ôm con heo này kia đựng, rồi cúng cơm đó, đặc biệt là hồi xưa là cúng cơm dữ lắm cả nhà. Thì khi mà cúng cơm, múc cơm đầu ra cúng xong rồi đem xuống sông dục vào ban đêm như vậy á, là lúc 12 giờ, lúc 1 giờ, 2 giờ, có khi cũng 3 giờ cũng có nữa. Nhưng mà gần đây thì chị Duyên chị ngủ rất là ngon và không có còn như trước nữa. Thì cũng rất là mừng cho chị Duyên, bây giờ tinh thần của chị Duyên là rất là thoải mái luôn rồi. Đặc biệt một điều nữa là chị Duyên là rất có nhận thức nha, và nói chuyện rất là thông minh luôn. Đó thì mình cũng rất là vui. Thì hôm nay là mình buổi sáng rồi, thì hôm là mình có theo dõi, nhưng mà bây giờ buổi sáng rồi. Thì bây giờ mình và chị Duyên cũng đang chuẩn bị để mà đi chùa, chuẩn bị để mà cho chị Duyên để mà tới chùa để mà thắp nhang. Bữa nay là 15 âm lịch rồi, cũng nên là đưa chị Duyên đi chùa để mà cho chị Duyên chị vui hơn và tinh thần phải thoải mái hơn nữa. Thì mình cũng hy vọng là dần dần sắp tới thì thời gian sắp tới thì chị Duyên sẽ khỏe hơn, sẽ tốt hơn và dần dần khỏe bệnh hơn nha cả nhà. Thì khi mà một cái người bệnh như vậy đã nhiều năm rồi, đã mấy chục năm rồi, để mà thay đổi được một người, để mà chữa bệnh cho một người thì thật sự là cần phải có thời gian, chứ không phải là một ngày một bữa là hết được. Nên là mình phải kiên nhẫn, mình phải kiên trì và mình phải cố gắng nhiều hơn nữa để mà giúp chị Duyên chị thay đổi, giúp chị Duyên chị khỏe bệnh nha cả nhà. Thì cũng không quên cũng cảm ơn các nhà hảo tâm, cũng như là cảm ơn các mạnh thường quân, cũng như là các cô chú anh chị đã luôn quan tâm giúp đỡ cũng như là luôn ủng hộ chị Duyên, giúp đỡ chị Duyên nha. Rồi cũng chúc mọi người thật là nhiều sức khỏe và luôn gặp nhiều niềm vui và nhiều niềm may mắn trong cuộc sống nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người, chúc mọi người một ngày mới thật là vui vẻ nha. Bye bye, hẹn mọi người mà một video tiếp theo nha. Cả nhà mình nhớ bấm nút like nè, cũng như là đăng ký kênh, cũng như là bật cái chuông theo dõi để mà khi mà mình đăng video mới lên thì mọi người có thể là xem được tất cả những video mới nhất của mình về chị Duyên nha. Rồi cảm ơn tất cả mọi người.